Bên cạnh cà phê và các loại cây ăn trái, thì chè cũng là loại cây trồng được nhiều nông dân chú trọng phát triển. Và một trong những nông dân đã gắn bó với loại cây công nghiệp dài ngày này từ nhiều năm qua, đó là anh Phan Xuân Hân ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm. Vâng, đây là vùng đất có rất nhiều điều kiện thuận lợi để cây chè sinh trưởng và phát triển. Dựa trên ưu thế này thì anh Phan Xuân Hân đã tập trung phát triển cây chè chất lượng cao, chú trọng liên kết với doanh nghiệp để có đầu ra ổn định. Với cách làm đó thì cây chè sinh trưởng đảm bảo, mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Gia đình anh Phan Xuân Hưng trồng chè Kim Tuyên từ năm 2015. Đây là giống chè ngoại nhập cao cấp, yêu cầu chế độ chăm sóc phải đảm bảo. Ngoài phân hữu cơ NPK các loại, thì cây chè cao cấp này phải được chăm sóc theo quy trình tiên tiến. Theo anh Hưng, để năng suất chè ổn định, chất lượng vượt trội, việc đầu tiên cần phải lưu ý là tìm giống chè tốt. Phải cải tạo nền đất trồng, nước tưới đầy đủ, ưu tiên phát triển theo hướng hữu cơ, tạo môi trường cho vi sinh vật cư trú, giảm bệnh tật trên chè. Hiện 9 hectare chè của anh Phan Xuân Hưng đang trong giai đoạn kinh doanh, năng suất đạt khoảng 3,5 tấn búp 1 hectare. Toàn bộ sản lượng chè hàng năm được nhà anh Phan Xuân Hưng ký hợp đồng cung ứng cho một doanh nghiệp ở địa phương để xuất khẩu.